Chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Món Ngon Tại Nhà. Thì cái Món Ngon Tại Nhà luôn chia sẻ cho quý vị những cái món ăn chay, ngon, đơn giản, dễ làm từ các nguyên liệu chúng ta có thể dễ dàng mua ở cái siêu thị, chợ hay quý vị. Đó, thì hôm nay tiếp tục mình sẽ chia sẻ cho tất cả quý vị các bạn một cái món đó là thịt nạc chay kho khô, kho quẹt. Bảo đảm là ăn sạch là cơm luôn quý vị ơi. Cái hương vị thì nó hơi mặn mặn, ngọt ngọt nè. Chúng ta chấm thêm một xíu dưa leo, một xíu rau sống ăn kèm, rất là bắt cơm luôn. Thì để chúng ta làm như thế nào để cái miếng thịt nạc chay của mình nó không bị mềm nhũn khi kho, và cũng như tạo nên cái độ sền sệt nhẹ trong cái món kho khô kho quẹt, thì mời tất cả quý vị và các bạn cùng vào bếp cùng thực hiện cùng kênh Món Ngon Tại Nhà nhé. Trước tiên mình sẽ giới thiệu những cái nguyên liệu mà mình gọi là đặc chay nha quý vị. Những cái nguyên liệu các bạn có thể dễ dàng mua và dự trữ ở nhà. Đó là quý vị chuẩn bị cho mình đó là thịt gà lát chay nha quý vị. Mình xứng vị khoảng một nắm tay nhỏ thôi. Đó, một nắm nhỏ thôi quý vị. Với một miếng thịt sườn, sườn non chay. Thì cái này thì quý vị có thể mua sẵn, chúng ta để trong nhà. Khi nào cần thì chúng ta cứ lấy ra chúng ta dùng thôi ha. Rồi tiếp theo là những cái nguyên liệu khác, chẳng hạn như là hành lá nè. Hành lá thì mình sử dụng 2 tép hành lá, rồi ớt, rồi củ hành tím. Thì tùy quý vị thích ăn ớt nhiều hay ớt ít thì chúng ta sẽ gia giảm nha. Đó là những cái nguyên liệu cơ bản. Ngoài ra thì không thể thiếu các loại gia vị. Gia vị thì quý vị chuẩn bị cho mình đó là nước mắm chay loại ngon, rồi đường, bột ngọt, hạt nêm. Nếu quý vị thích sử dụng thêm, có thể sử dụng thêm tương ớt nè, cũng rất là ngon. Rồi về cái phần thịt gà lát chay này á, thì mình đã ngâm rồi quý vị. Mình hôm nay mình không có căng nha. Đó thì mình sử dụng khoảng chưa tới một nắm tay nhỏ nhỏ gì đó quý vị. Khoảng mười mấy 20 miếng thịt lát chay á, thịt gà lát chay với một miếng sườn non chay mình đã ngâm khoảng 30 phút thì nó đã mềm rồi. Mình ngâm đủ nước cho nó ngập hết quý vị. Nè, sau khi mình vắt sạch thì đảm bảo những cái phía bên ngoài nè, mấy cái mé mé này nè, nó phải mềm hết nha quý vị. Đó, quý vị cũng vắt cho thiệt kỹ. Và lưu ý là quý vị nên xả lại với khoảng 2-3 nước nha. 2-3 nước nữa. Rồi, bây giờ mình đã xả xong và mình đã vắt sạch rồi. Vắt sạch nước luôn. Rồi, cái công đoạn này là chúng ta sẽ làm những miếng thịt lát chay này nha. Thì các bạn hãy xé ra cho mình. Đó, chúng ta ngâm, chúng ta đã mềm hết rồi thì mình xé ra, nó không có bị nát đâu các bạn. Các bạn cứ xé thành những cái miếng vừa ăn. Đó, cái thịt gà chay này thì mình mua trong cái bịch đó, người ta bán sẵn cho một bịch, ăn bao nhiêu thì mình lấy ra mình ngâm thôi. Mình để sẵn trong nhà ăn cũng rất là tiện. Khi nào kẹt kẹt thì mình lấy ra mình làm cái món đơn giản nhưng mà rất bắt cơm thấy quý vị. Đó, quý vị xem là mình xé ra hết ha. Rồi sau khi mà xé cái thịt gà lát chay này á, mình cũng ngâm luôn một miếng sườn non chay, nhìn cho nó phong phú ha. Cái thịt gà lát chay thì những cái miếng nhỏ nhỏ không à, còn cái sườn này thì mình xé ra thành những cái miếng bự, nhìn cho nó hấp dẫn, nó đa dạng không quý vị. Cơ bản là gì, các bạn cũng có thể sử dụng thịt gà lát chay không hoặc là những cái miếng sườn non chay không thì vẫn được nha. Sau khi mà mình đã xé xong rồi nè quý vị, thì mình sẽ ướp cho nó nước tương. Thì nước tương quý vị lựa chọn ướp mình một muỗng nha, nhưng mà chọn loại nước tương nào mình cảm thấy chúng ta ăn hàng ngày ở nhà mà nó ngon quý vị thì mình ướp, thì nó sẽ vừa với khẩu vị của gia đình mình hơn. Rồi bây giờ mình cũng ướp thêm một xíu tiêu nha, cho nó đậm đà, cho nó thơm thơm quý vị. Rồi chúng ta trộn đều lên để cho nó đảm bảo nó thấm hết cái phần nước tương trong cái thịt nạc chay của mình. Rồi như vậy là được đó quý vị. Quý vị cố gắng trộn cho nó đều nha, để nó thấm thì chúng ta ăn nó sẽ hấp dẫn hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ để nó qua một bên. Trong lúc mà đợi nó thấm đó quý vị, thì chúng ta sẽ cắt cái phần hành lá. Nếu quý cô chú anh chị nào mà ăn thuần chay thì không sử dụng hành lá, là ngũ vị tăng á, thì mình thay thế bằng hành bơ rô chẳng hạn. Đó, thì mình có thể thay thế nha, mình thì không ăn thuần chay
nên có thể ăn ngũ vị tăng, hành lá, tỏi này mình có thể ăn ha. Quý cô chú nào không dùng thì chúng ta thay thế bằng cái hành bồ rô chẳng hạn. Rồi bây giờ chúng ta cũng cắt ra luôn ha, cái gốc hành thì mình cũng đập dập thì mình cắt, và hành lá thì mình cũng cắt ra luôn ha, cắt ra thành những miếng nhỏ. Hôm nay mình sử dụng hơi khá nhiều hành đó quý vị, hai tép luôn, nhìn cho nó hấp dẫn. Rồi bây giờ mình đã băm xong, mình để một bên. Tiếp tục là cái củ hành. Củ hành thì hôm nay mình chỉ cắt thành những cái miếng nhỏ nhỏ vậy thôi quý vị, miếng tròn tròn nhỏ nhỏ thôi, thôi mình sẽ không bằm nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt lên bếp một cái chảo, nó đợi chảo nó nóng lên đi quý vị, thì chúng cho thêm một xíu dầu vào. À, cái này mình không cho nhiều nha quý vị, cho khoảng 1-2 muỗng được rồi, để cho nó vừa tráng hết cái phần cái chảo mình là được. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần thịt lát chay của mình vào, mà cái mình đã ướp xong đó quý vị, bây giờ cũng khoảng 15 phút rồi, mình đã ướp xong rồi, bây giờ mình cho vào luôn để mình xào. Thì cái công đoạn xào này thì mình xào cũng nhanh thôi quý vị, khoảng 2-3 phút là được. À, mình xào như vậy nè sẽ giúp cái phần thịt nạc chay của mình đó, khi mà mình kho quý vị, nó sẽ không bị mềm nhũn ra, nó bị nát quý vị, ta ăn hay bị nát ghê lắm, nên quý vị nên xào sơ gì nè, nó hơi vàng vàng như vậy là được đó. Rồi bây giờ mình để một bên nha, rồi mình sẽ bắt cái chảo lên. À, cái chảo khác lên, chúng ta để chúng ta kho. Chảo nóng lên rồi, mình cũng cho một xíu dầu lên. Dầu thì bữa nay mình thích ăn béo béo, mình cho thêm xíu dầu nữa quý vị, khoảng 3 muỗng đi, nó béo béo. Rồi khi mà đợi cho dầu nóng thì do cái chảo này không phải chảo chống dính đó quý vị, nên mình chán cho nó đều dầu ha, để đảm bảo cái chảo mình nó không bị dính. Rồi mình sẽ cho cái phần gốc hành vào trước để mình thử nha. Nó cái chảo mình bây giờ nó rất là nóng rồi quý vị. Đó, nên khi mà nó vàng lên như vậy nè, mình thấy có mấy cái gốc hành của mình nó vàng lên á, như vậy là được rồi. Đó, mình sẽ hạ lửa tắt bếp cũng được nha quý vị. Đó, mình tắt bếp cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần nước mắm vào để mình kho. Nước mắm này là nước mắm chay nha quý vị. Một số cô chú anh chị xem bảo là có nước mắm mà sao là món chay, nhưng mà thực tế cái này là nước mắm chay, thì ta có bán ở những cái tiệm tạp hóa chuyên bán đồ chay quý vị. Đó, rồi một muỗng nước mắm chay và quý vị cho mình vào, đây là 3 muỗng ca 3 giá, xin lỗi quý vị, 3 giá nha, một giá nước mắm chay, 3 giá nước. Đó, mình để vào thì mình đun lửa lên cho nó sôi nha. Rồi bây giờ mình cũng cho một ít củ hành tím vào. Củ hành tím mình cho vào lúc này luôn nha quý vị. Đó, lúc mà nó sôi lên rồi nè. Đó. Thì bây giờ mình sẽ cho gia vị vào. Thì mình sẽ cho 2 muỗng hạt nêm. Hạt nêm chay từ nấm nha quý vị. Cái này là hạt nêm chay từ nấm. Cho vào. Tiếp theo nữa là mình sẽ cho hết cái phần thịt nạc chay của mình vào. Đó, thì quý vị cho vào, chúng ta đảo đều nha, để cho nó thấm cái phần nước mắm chay của mình nha, gia vị nãy giờ mình cho vào á, nó đảo đều cho nó thấm hết vô cái phần thịt nạc chay của mình cho nó hấp dẫn nha. Rồi rồi bây giờ mình như vậy là được rồi, nó đã thấm hết rồi đó quý vị, nó thấm một phần rồi. Tiếp theo là mình cũng sẽ cho cái phần gia vị khác vào, đó là đường. Đường thì mình sẽ cho, nếu quý vị nào sợ ngọt á, thì chúng ta cho từ từ vào nha. Đó, tùy khẩu vị gia đình mình thì mình sẽ cho vào. Mình ở đây thì mình quen cái khẩu vị gia đình mình ăn nó hơi ngọt ngọt chút xíu, nó ngọt ngọt mặn mặn mới ngon đó quý vị. Khô quẹt nè, đó, nên mình cho 2 muỗng là vừa với khẩu vị gia đình mình. Nếu quý vị nào mà ăn không được ngọt nhiều á, thì chúng ta cho từng từng ít ít vào trước, rồi chúng ta nêm nếm coi nó đã vừa với khẩu vị gia đình mình chưa. Để như các bạn để 2 muỗng giống như khẩu vị gia đình mình á, đôi khi nó sẽ hơi ngọt không vừa với khẩu vị gia đình các bạn đó. Bạn cho từ từ vào và mình nêm nếm thêm nha.
Rồi như vậy là đã vừa với khẩu vị gia đình mình rồi. Thì mình tiếp tục mình kho với lửa nhỏ. Đó. Thì để lửa nó sôi riu 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 này các bạn. Đó thì mình cho ớt vào luôn. Nếu các bạn thích ăn cay thì các bạn băm ớt ra. Và rồi chúng ta xắt nhỏ nhỏ chúng ta bỏ vào luôn. Còn mình muốn ăn nó hơi gọi là the the nhẹ thôi quý vị. The nhẹ thôi. Nên mình cho nguyên trái vào luôn. Đó, rồi bây giờ để cái nước nó hấp dẫn hơn thì mình đã cho thêm một xíu tương ớt, khoảng nửa muỗng là được rồi quý vị, nó giúp cái nước mình nó sền sệt và cái hương vị nó cũng đậm đà hơn nữa, cái cay nhẹ hết quý vị, nó không cay mạnh như những cái trái ớt mà mình băm ra, nhưng mà nó cay hơi nhẹ nhẹ, giúp tăng cái khẩu vị, cái khẩu vị của gia đình mình. Rồi các bạn cứ kho nha. Rồi mình còn một xíu củ hành mình cũng cho vào luôn. Bữa nãy mình cho có một ít thôi, giờ còn mấy lát này mình cho vào luôn. Các bạn nhớ đảo nha, đảo đều lên để cho nó cái nó lên màu cái gì. Lúc chúng ta kho mà gần khô nó sẽ lên màu rất là đẹp. Nè, các bạn thấy gần khô nè, các bạn cũng đảo nha. Đảo chủ yếu là cho nó thấm đều gia vị là cái thứ nhất, cái thứ hai là nó sẽ lên màu á. Cái màu lên màu cánh gián các bạn nhìn rất là hấp dẫn. Đó, nè các bạn kho khô là như vậy luôn nha. Thì các bạn đảo nó sẽ lên màu hấp dẫn hơn. Đó, rồi các bạn cứ đảo đều nha. Đó, thì các bạn lúc này các bạn để lửa nhỏ thôi. Thì mình vừa kho mình vừa đảo đều cho cái phần thịt thạch chay mình đó, nó sẽ đậm vị hơn. Rồi bây giờ mình sẽ cho hành lá vào nha quý vị. Hành lá mà mới nãy mình đã băm rồi đó. Đó. Và trước khi cho hành lá thì mình cho dầu ăn. Cái này các bạn có thể cho một xíu dầu ăn trước để rồi là nó lên nó tạo một cái hương vị nó hơi béo béo xíu gì và cái màu sắc nó cũng đẹp hơn nữa. Trước khi cho hành lá nha, xin lỗi là mới nãy mình tính cho hành lá trước và để cho dầu ăn trước đi. Rồi bây giờ mình mới cho hành lá. Lá thì mình cho lên một ít, thì quý vị thích ăn nhiều hay ít thôi, thì chúng ta sẽ cho lên cái hành lên cho nó thơm nha. Các bạn xem nè, những cái miếng thịt nạc chay của mình á, nó bóng mà nó lên màu cánh gián nhìn rất là hấp dẫn. Ăn thì nó hơi mặn mặn ngọt ngọt, bảo đảm rất là bắt cơm. Cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã ủng hộ kênh Món Ngon Tại Nhà. Nếu thích hãy nhấn like, share và chia sẻ cho nhiều người xem hơn. Chân thành cảm ơn, xin chào tạm biệt ạ.